Chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu của cha sẽ mở những cửa sổ của thiên đàng và trút xuống những phước lành cho đến khi không còn gì để ban cho con. Con biết rằng cha coi trọng sự đồng cảm và tôn trọng người khác sâu sắc đến mức nào. Đây là dấu hiệu của những đứa con của cha, một dân giao ước mà cha đã ban tên mình. Con của cha, đã nghe những lời của cha, chúng vang vọng trong trái con và đã được khắc sâu vào trái tim con. Cha ban cho con sức mạnh để chiến thắng, đánh bại kẻ thù và chống lại mọi cám dỗ. Cha vui mừng khi thấy con phát triển một mối quan hệ sâu sắc hơn với cha, trưởng thành về mặt tâm linh và can đảm. Con sẽ được ban phước, cha sẽ mở rộng lãnh thổ của con và con sẽ trở thành phước lành cho người khác. Có một cuộc xung đột tâm linh bao quanh cuộc sống của con. Dân cha đã chứng kiến các công việc của kẻ thù, nhưng họ chưa nhận biết đầy đủ về cha, Chúa của họ. Họ đã bị lừa dối khi tin rằng trận chiến thuộc về kẻ thù, nhưng cha nói với con, hắn sẽ không chiến thắng. Mọi nỗ lực của hắn sẽ thất bại vì con được bảo vệ bởi máu hy sinh của cha. Hãy giữ gìn cách sống của mình và cẩn thận về những gì con nhìn thấy. Hãy nói lời tử tế và phản ứng nhẹ nhàng với những người khiêu khích con. Hãy chấp nhận những gì được ban cho, dù tốt hay xấu, và biết rằng con và gia đình con đang sống trong sự an toàn của bàn tay cha. Nếu điều ác xảy đến, hãy đáp lại bằng sự ngọt ngào, không phải tức giận, bằng sự bình tĩnh, không phải phiền muộn. Sự bình an của cha sẽ ngự trị trong nhà con. Hãy mong đợi những phép màu, những phước lành bất ngờ và niềm vui sâu sắc nhất. Đức tin của con sẽ lớn lên và nhà con sẽ tràn đầy niềm vui. Cha, Chúa của con, sẽ ôm con một lần nữa. Cha luôn ở bên con. Đừng sợ hãi, chỉ cần tin tưởng. Hãy tin vào những lời hứa của cha và con sẽ chứng kiến phép màu này diễn ra qua lời nói và cả ánh mắt của con. Con biết lời của cha là chân thật cả về ý nghĩa và nội dung. Con biết không có gì giả dối trong đó, vì vậy hãy tin vào sức mạnh và tính xác thực của nó. Hãy bám chặt vào những lời của cha và những gánh nặng đè nặng lên con sẽ tan biến. Những nỗi đau của con sẽ biến mất và không có lực lượng nào trên trần gian có thể chống lại con. Cha luôn hiện diện, sẵn sàng trợ giúp con trong mọi lời cầu nguyện. Con sẽ không bao giờ phải đối mặt với trận chiến, thử thách hay gian nan một mình. Sự hiện diện của cha sẽ đi trước con và tay phải của cha sẽ duy trì con qua tất cả. Những đêm tối, những lúc căng thẳng tột cùng và ngay cả cơn bão dữ dội nhất cũng sẽ không làm con rung chuyển nếu con tuân thủ tất cả những gì cha đã nói và giữ vững niềm tin của mình. Đừng để những rắc rối trong cuộc sống làm con nghi ngờ lời của cha, vì cha, Chúa của sự thật, luôn trung thành. Bất cứ điều gì cha đã tuyên bố với con, cha sẽ giữ gìn qua lòng trung thành của cha trong lời của cha. Tình yêu của cha là vô điều kiện. Một tình yêu có thể chinh phục mọi thứ. Hãy tin tưởng vào cha bằng cả trái tim con, hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của lời cha và cha sẽ nhắc nhở con mọi điều chúng cha đã thảo luận. Là cha của con, cha hứa điều này với con. Tình yêu của trái tim cha thuộc về con. Đừng sợ hãi hay nản lòng khi những cơn gió của nghịch cảnh thổi qua và sóng đời dâng cao.
Hãy nhìn vào cha và chúng sẽ yên lặng, tiếp tục tiến lên con của cha, dù gian khổ, dù mê cung của cuộc sống, cha ở bên con. Đừng nản lòng hay mệt mỏi khi những thời điểm khó khăn đến. Cha giữ con, hướng dẫn con và tăng cường sức mạnh cho con. Cha đứng bên con ngay cả trong những thất bại lớn nhất và những khoảnh khắc xấu hổ nhất của con. Ngay cả khi con ngã, ngay cả khi con cảm thấy hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi, cha vẫn ở đó và cha sẽ không bỏ rơi con. Hãy quay về với cha, ngừng lo lắng, đừng sợ hãi. Hãy tin tưởng vào cha, cha có thể làm dịu những cơn bão, có thể làm yên tĩnh tâm hồn rối loạn của con. Mọi thử thách, mọi giọt nước mắt, mọi nỗi đau, tất cả sẽ qua đi. Cha sẽ nắm lấy con bằng bàn tay quyền năng của cha, nâng con lên và làm mới tinh thần con. Hãy đứng dậy, giữ chặt lấy cha và những lời hứa của cha. Sức mạnh của cha sẽ tăng cường con, sự chịu đựng của cha sẽ duy trì con. Con có thể tin vào những gì cha nói với con có thể tin vào những điều cha nói, con có thể tin vào cha. Nếu con tin vào cha, cha sẽ dẫn dắt con trên con đường đúng đắn, một con đường thật sự nơi nỗi sợ không thể vượt qua con, nơi đau khổ không thể chiếm lấy trái tim con. Con có thể tin vào điều này bằng tất cả sức mạnh, tất cả trái tim và tất cả tâm trí của con. Hãy lắng nghe với tất cả tâm hồn con và con sẽ nghe thấy cha, vì tình yêu của cha sẽ đột phá và tràn ngập lên con. Tình yêu của cha, ân điển của cha và phước lành của cha, những phép màu và kỳ diệu vượt xa sự hiểu biết của con người là phần thưởng cho những ai tin tưởng. Khi bão tố nổi lên, con có thể vui mừng trong sự bình an của cha. Khi sự yếu đuối của con người khiến con cảm thấy yếu đuối, con có thể tìm thấy sức mạnh trong cha. Khi con rơi nước mắt, hãy khóc trên ngực cha và trong sự cô đơn, biết rằng cha đang ở đó. Hãy đứng vững trong đức tin đó, con của cha, và sống hàng ngày trong tình yêu của cha. Hãy đi mà không sợ hãi, đừng ngừng tin tưởng vào cha mà tiến bước với niềm tin không ngừng. Khi con đối mặt với những khó khăn, từng bước một, cha ở bên con, dệt tình yêu và sức mạnh của cha vào cuộc sống của con. Hãy đến với cha bất cứ khi nào con cần, biết rằng cha lắng nghe lời cầu nguyện của con. Cha biết nhu cầu, nỗi đau khổ của con. Cha biết sự mệt mỏi của con và những khó khăn con đối mặt. Hãy mang tất cả những lo lắng của con đến trước chân cha và mang theo sự bình an và sức mạnh của cha. Cha hy vọng rằng qua cha, con có thể đạt được mục tiêu của mình và hoàn thành mọi điều con đặt tâm vào. Nếu con đến một nơi tăm tối đầy chướng ngại vật, hãy giữ những lời hứa của cha trong trái tim con như một ánh sáng dẫn đường cũng như sức mạnh để tiến lên phía trước hướng đến một tương lai thành công và vinh quang. Hãy để thông điệp này thấm vào trái tim con để con luôn hy vọng và mạnh mẽ. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của cha để thay đổi cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn, để biến mọi điều kiện và trải nghiệm thành lợi ích cho con. Bất cứ khi nào con cần sự trợ giúp của cha, hãy gọi cho cha và cha sẽ ở đó để nghe tất cả những gì con muốn nói với cha. Cha sẽ vui vẻ giúp đỡ con trong mọi điều con cần. Hãy ôm lấy những lời hứa của cha hôm nay, tiến bước, đòi hỏi phần thưởng của con và nhìn lên mọi hoàn cảnh một cách thắng lợi. Cha đã chuẩn bị cho con một lợi ích vĩnh cửu. Hãy tin vào cha và khao khát đắm mình trong tình yêu và ân điển của cha hàng ngày. Hãy lắng nghe tiếng nói của cha. Lời của cha là sức mạnh và hướng dẫn con cần để vượt qua những điều làm con nản lòng. Là cha và Chúa của con, cha đã đặt một sự sức dầu lớn về sức mạnh lên con. Một sức mạnh sẽ giúp con vượt qua mọi ngọn núi và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đừng bị những người nghi ngờ con hoặc coi thường con làm cho sợ hãi. Họ không biết rằng cha đã viết ý muốn của cha vào chính bản chất của con. Thế gian cố gắng thuyết phục con rằng cuộc sống có thể được thỏa mãn mà không cần đến cha. Nó cố gắng thuyết phục con rằng sự hiện diện của cha là không cần thiết,
rằng có những con đường khác để đạt được niềm vui, sự thỏa mãn và thịnh vượng. Nhưng đây là ý định của Cha cho tạo vật quý giá của Cha. Hãy tách mình khỏi thời đại hiện tại này, điều mà cố gắng dụ dỗ con bằng những thú vui thoáng qua và hời hợt. Hãy hành động một cách khôn ngoan và tránh xa điều ác. Dù có khó khăn kinh tế, đừng mất niềm tin và đừng đặt những thứ thế gian vào vị trí của Cha. Hãy chinh phục các chướng ngại vật của con cùng với Cha trong lời Cha. Tình yêu và sự khôn ngoan của Cha luôn ở đây cho con. Trong sự hiện diện của Cha, con đã đủ. Hãy đặt toàn bộ hy vọng của con vào Cha và biết đến một sự bình an vượt xa sự hiểu biết. Một sự bình an sẽ giữ con vững vàng qua những cơn bão khắc nghiệt nhất. Lời của Cha hứa hẹn một mùa gặt dồi dào cho con và gia đình con. Con sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Con yêu dấu của Cha, cuộc sống của con sẽ là một cuộc sống của ân sủng và phước lành. Không gì ngoài những điều tốt đẹp sẽ đến với con vì Cha ở bên con và ân sủng của Cha sẽ không bao giờ rời bỏ con. Cha sẽ là người hướng dẫn và giúp đỡ con trên đường. Con không cần tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác hay tìm kiếm lợi ích ở của cải vật chất. Hãy tìm Cha và ở lại trong sự hiện diện của Cha, đắm mình trong lời Cha. Hãy để nó được khắc sâu vào trái tim con vì trong đó con có sức mạnh để tìm ra sự thật. Đừng xem nó như những chỉ dẫn đơn thuần đòi hỏi một danh sách vô tận các việc cần làm và không nên làm. Thay vào đó, hãy xem nó như sự hướng dẫn sẽ mở ra cho con đường của sự sống. Khi con tuân theo những chỉ dẫn của Cha và đi trên con đường của Cha, một con đường mà đầy hứa hẹn và mang lại sự sống, con có thể chắc chắn rằng Cha sẽ ban xuống mọi loại phước lành cho con. Cha sẽ ban ân huệ của Cha, ban cho con những điều tốt đẹp, mở rộng sự ưu ái của Cha, ban cho con thời điểm hoàn hảo và mang lại sự chữa lành và sức khỏe cho con. Cha sẽ yêu con vượt qua mọi lý do và giới hạn. Con yêu dấu của Cha, Cha ở đây để đổ đầy bình an và phước lành lên con, bao phủ con với ân sủng, lòng thương xót và mọi điều tốt lành. Hãy tin tưởng Cha, tìm kiếm Cha và theo Cha. Cha sẽ biến cuộc sống của con thành một câu chuyện của sự thành công và thành tựu, của hy vọng và sự cứu chuộc. Không phải vì cuộc sống này dành cho tất cả mọi người, mà vì chỉ mình Cha có quyền năng làm điều đó. Đừng tuyệt vọng, đừng từ bỏ trước khi đến cuối cùng. Hãy đặt cả trái tim và linh hồn con vào mọi việc con làm và tin vào những sự thật Cha đã chia sẻ với con. Chúng chắc chắn và vững vàng, dù thế gian có mang đến cho con những nghi ngờ, thử thách và làm cho con khó khăn khi theo đuổi con đường của mình. Hãy tin tưởng vững chắc vào Cha và giữ lấy lời Cha. Cha là Chúa, đấng làm cho điều không thể thành có thể. Không có gì là quá nhiều đối với Cha. Cha sẽ trang bị cho con sức mạnh và nguồn lực cần thiết cho mọi cuộc đấu tranh phía trước. Đừng bị lừa dối bởi những ý tưởng sai lầm hay sự bi quan của những người không hiểu lời Cha hoặc ý định của Cha đối với con. Vì sự khôn ngoan của thế gian thường trái ngược với sự khôn ngoan của Cha. Đừng để những khó khăn khi theo con đường của Cha làm nản lòng con. Ngược lại, tất cả những ai theo con đường của Cha đều được gần gũi với những phước lành và sự dồi dào lớn lao. Trong những thời điểm căng thẳng và thử thách, hãy nhớ đừng sợ hãi vì tình yêu, lòng trung thành. Sự bảo vệ và sức mạnh của Cha sẽ hỗ trợ con qua mọi thử thách, mọi tình huống và mọi quyết định trong cuộc sống của con. Vì vậy, hãy đặt cuộc sống của con vào tay Cha và Cha sẽ dẫn dắt con, bảo vệ con và tăng cường sức mạnh cho con trong mọi hoàn cảnh từ đầu đến cuối. Cùng nhau, chúng Cha sẽ vượt qua mọi sóng gió. Cùng nhau chúng Cha sẽ tiến lên với sự tự tin và an toàn. Thánh Linh của Cha luôn ở bên con. Cha đang hiện diện trong cuộc sống của con hôm nay và ngay bây giờ. Cha đang sức dầu lên cuộc sống của con với sự an ủi, sự hướng dẫn và sự mặc khải. Hãy lắng nghe cẩn thận, nhưng con phải học cách nghe những lời thì thầm của Cha trong sự tĩnh lặng. Cha sẽ dẫn dắt con đến sự thật và nhắc nhở con về những lời hứa của Cha trong lúc thử thách và nhầm lẫn. Hãy tin tưởng Cha,
con yêu dấu của cha. Hãy tin tưởng cha khi cơn bão của cuộc sống đẩy con đến giới hạn và con nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Hãy đến với cha, nghỉ ngơi trong tình yêu của cha. Đừng nản lòng hay buồn bã, hãy trao hết mọi lo lắng của con cho cha và cha sẽ chăm sóc chúng. Đừng gánh nặng bởi sự lo lắng, hãy ở bên cha, cùng đi với cha, hỗ trợ con qua từng bước và từng khoảnh khắc. Các thử thách sẽ đến, những cây gai, những xương và đá, nhưng tất cả những điều này sẽ là những bậc thang trên cái thang đi lên về phía ân sủng và sự hoàn thành. Cha ban phước cho con không phải bằng sự thịnh vượng hay sự công nhận của thế gian, vì không có niềm vui thật sự trong việc tích lũy đơn thuần. Thay vào đó, cha ban phước cho con một cuộc sống đáng sống, một cuộc sống đầy sự hào phóng không chỉ từ những món quà của cha mà còn từ chính bản thân cha. Con sẽ không bao giờ cần phải xin sự ân sủng và lòng thương xót này, vì cha ban cho con hàng ngày. Cha yêu con của cha, chính từ tình yêu đó mà cha nói những lời này với con. Hãy lắng nghe để chúng có thể vang vọng trong trái tim con. Cha yêu con rất nhiều đến mức cha dẫn dắt con mỗi ngày. Con biết điều này và chính từ tình yêu đó mà cha mang đến cho con thông điệp đặc biệt này. Mong rằng những lời của cha sẽ đến với con, thấm sâu vào linh hồn con và tràn đầy ý nghĩa trong ngày của con. Dù con ở đâu, cha cũng ở đó với con, đặc biệt là trong những ngày lạnh giá nhất và những giờ tối tăm nhất. Hãy biết rằng khi con sống cuộc sống của mình, giọng nói của cha chỉ là một lời thì thầm bên tai con. Dù những người khác có thể bỏ qua con hay thậm chí khinh thường con, không hành động nào của con khiến cha yêu con ít đi. Giọng nói của con sẽ luôn đến với cha, vì ngay cả khi thế gian đóng chai lại trước con, nếu bạn bè rời bỏ con và con cảm thấy bị bỏ rơi và khinh bỉ, cha đã ở đây đợi con. Hãy tin tưởng, con yêu dấu của cha, rằng vòng tay của cha sẽ che chở con cho đến khi những thành quả của đức tin sống động của con có thể được ghi lại trong quyển sách thánh lớn lao. Cha sẽ không bao giờ từ bỏ con. Không có sự lừa dối nào trong trái tim cha vì nó đầy tình yêu đối với con. Nó luôn được ban phước. Hãy nhận lấy tình yêu của cha, giữ nó trong trái tim con và để những lời của cha mang lại bình an cho con của cha. Hãy giữ chúng bên mình vì tất cả những lời hứa của cha đều nhằm giúp con chữa lành, tăng cường sức mạnh và biến đổi cuộc sống của con. Hãy biết rằng cha là lực đẩy nâng con lên và mang con qua mỗi ngày, và chính tình yêu của cha là thứ lấp đầy trái tim con và soi sáng con đường của con. Thật sự sáng hơn giữa trưa là ánh sáng của cha, trong hơn đêm thời gian là ánh sáng của cha. Nghe cha hôm nay, tình yêu của cha, hấp thụ những lời của cha vì tất cả những gì cha ban và tất cả những gì cha yêu, cha làm của riêng mình bây giờ và mãi mãi. Hãy từ bỏ sự ngu xuẩn và đắm mình trong sự khôn ngoan của cha vì lời của cha là sự sống của con. Hãy định hình con đường của những ngày của con bằng sự hướng dẫn của cha. Hãy nhận lấy lời cha và để nó chảy qua cuộc sống của con. Con đã tìm kiếm ý nghĩa, giờ hãy tìm thấy nó trong vòng tay của cha. Hãy cắt bỏ những phiền nhiễu và làm rõ tâm trí của con. Hãy đứng dậy, tìm mục đích của mình và trên con đường của con sẽ không dao động vì lời cha. Sự khôn ngoan chảy trôi này sẽ là kiến thức và sức mạnh của con. Hãy để giọng nói của cha là mặt trời nuôi dưỡng con của cha. Hãy hít thở sâu và tìm niềm vui trong dòng nước của ân sủng của cha. Hãy thanh tẩy linh hồn con, làm mới tâm trí con và nở rộ trong vườn tình yêu vô tận của cha. Con yêu dấu của cha, trong hành trình tìm kiếm con đường dễ dàng, con có thể bị cám dỗ bởi những giải pháp nhanh chóng và những câu trả lời đơn giản. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ điều này. Sự khôn ngoan thực sự và thành công lâu dài không đến từ những bước nhảy vội vàng mà từ sự suy ngẫm kiên nhẫn. Những thử thách cuộc sống đặt ra không phải là những trở ngại đơn thuần mà là những cơ hội để trưởng thành. Hãy vun đắp sự khôn ngoan,
sự dịu dàng và sự kiên nhẫn, vì chúng sẽ dẫn dắt con đến thành công thực sự và hạnh phúc bền lâu. Hãy nhớ rằng hành trình của con không phải là cuộc đua đến đích mà là cuộc hành hương để thực hiện từng bước một. Hãy tìm niềm vui trong tiến bộ của con, ngay cả khi con đi dưới bóng của những người đã đi trước. Đừng mất niềm tin nếu sự tiến bộ của con có vẻ chậm chạp. Mọi điều có giá trị đều đòi hỏi sự khôn ngoan, thường có nghĩa là dừng lại để suy ngẫm và điều chỉnh con đường của mình. Hãy cẩn thận với độc dược của sự kiêu ngạo. Học hỏi điều mới không làm giảm đi kiến thức hiện có của con mà thêm vào sự hiểu biết của con. Luôn có điều gì đó để học hỏi, nhiều điều cần hiểu, nhiều đỉnh cao để vươn tới. Hãy giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và kiên trì trong nỗ lực của mình. Con đường có thể dài nhưng con không đi nó một mình. Hãy biết trong trái tim mình rằng cha luôn ở đây với con. Hãy tin tưởng vào cha và lời cha, vì cha sẽ dẫn dắt con, mang lại thịnh vượng và bình an cho con và dẫn con đến những nơi ngoài trí tưởng tượng của con. Cha sẽ giúp con vượt qua ngay cả những thách thức đáng sợ nhất. Hãy đặt niềm tin vào cha. Cha đang hoàn thành những lời hứa của cha đối với con dù con có thể không luôn nhìn thấy nó. Cha hiểu sự mệt mỏi của con và gánh nặng của những nghi ngờ. Nhưng đừng để sự không chắc chắn ngăn cản con. Hãy biết rằng cha sẽ không bỏ rơi con. Cha đã đi bên cạnh con suốt thời gian qua, sẵn sàng gánh lấy gánh nặng lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi của con. Hãy thả lỏng mọi lo âu của con và nghỉ ngơi trong sự tin tưởng vững chắc. Tình yêu của cha dành cho con là vô bờ bến và cha khao khát giúp con. Con sẽ thấy mọi thứ cải thiện khi con đặt niềm tin vào cha. Tin tưởng là tất cả những gì cha yêu cầu ở con. Tình yêu của cha bao quanh con và quyền năng của cha sẽ chảy qua con. Trong quyền năng đó, con sẽ chữa lành những gì bị gãy và vượt qua mọi đau khổ. Ngay cả trong những thời điểm tăm tối nhất, ánh sáng của cha vẫn chiếu sáng con đường của con, dù con có nhận ra nó hay không. Từ sâu thẳm của bóng tối, ánh sáng chiếu sáng càng rực rỡ hơn. Hãy đứng dậy, con yêu dấu của cha. Hãy có niềm tin và không bao giờ nghi ngờ những lời hứa của cha. Cha biết rõ những khó khăn và khoảnh khắc tuyệt vọng của con. Cha đã nghe thấy tiếng thở dài của trái tim con và thấy con cầu nguyện. Hãy an tâm vì cha sẽ không bao giờ quên con. Tình yêu và sự quan tâm của cha dành cho con là vĩnh cửu. Trong mọi khó khăn, đừng để nỗi đau và nghi ngờ lấn át con, vì cha ở bên con trong sự dằn vặt, đồng hành cùng con trên những con đường gập ghềnh nhất. Tình yêu vô điều kiện và vô hạn của cha sẽ bên con trong ngày chiến đấu. Hãy bước đi qua gai góc với niềm tin rằng chiến thắng đang đứng về phía con, vì cha đang ở bên cạnh con, hướng dẫn mọi sự kiện theo hướng có lợi cho con. Cha biết những nỗi sợ hãi làm con run sợ, nỗi đau làm cha nát tinh thần con và những lo lắng làm trái tim con chăn trở. Cha ở đây để giúp con, tin tưởng vào cha như là sự hỗ trợ không lay chuyển, sức mạnh trong nghịch cảnh, ánh sáng khi con khám phá bản thân thực sự. Cuộc sống, con yêu dấu, là một chuỗi những đỉnh cao và đáy vực. Một thử thách có mục đích. Mỗi chương khó khăn đều đầy ắp cơ hội để con trưởng thành về tinh thần. Nhiều thử thách mà con phải đối mặt thực ra là những phước lành được ngụy trang, chuẩn bị cho con những gì phía trước. Đây là lý do tại sao việc tin tưởng vào cha là vô cùng quan trọng. Khi đức tin của con nở rộ, con sẽ bước đi trong một sự bình an vượt quá sự hiểu biết, ngay cả khi mọi thứ không hợp lý và con đường phía trước mờ mịt. Khi bóng tối vây quanh và đêm đen tưởng chừng không thể xuyên qua, hãy biết rằng cha là ánh sáng chiếu rọi, không bao giờ tắt. Hãy bước những bước đi mạnh dạn của niềm tin và tin tưởng hoàn toàn vào cha. Hãy dám đặt toàn bộ con người của con vào tay cha, giải phóng những gánh nặng đè nặng lên trái tim con. Tiến bước với sự chắc chắn rằng cha sẵn sàng mang những gánh nặng của con và soi sáng con đường của con. Cách duy nhất để thực sự buông bỏ là trao trái tim và linh hồn của con cho cha. Khi con làm điều này,
những lo lắng mà con rũ bỏ sẽ nhường chỗ cho tình yêu của cha tràn đầy trong con, mang con đến cuộc sống. Hãy lệ thuộc vào cha, vì đây là điều can đảm nhất mà con có thể làm. Hãy bước đi với đầu ngẩng cao, đeo chiếc vương miện vinh quang của con. Có điều gì đó cha đang tạo ra bên trong con, và mặc dù con chưa thấy được bằng chứng, cha vẫn đang làm việc. Điều này vượt quá sự hiểu biết của con, yêu cầu con tin tưởng vào cha. Những trở ngại, đau đớn, thách thức và khó khăn của con đều là một phần của kế hoạch thần thánh. Cha tham gia vào từng chi tiết nhỏ nhất, tạo ra những phước lành cho con vượt xa trí tưởng tượng của con. Khi các sự kiện xung quanh con gây ra sự tuyệt vọng hoặc sợ hãi, hãy giữ vững niềm tin của con. Hãy kiên nhẫn và hy vọng, vì mỗi giai đoạn chờ đợi mang lại sự thanh lọc, dạy con và chuẩn bị cho con những gì sắp tới. Kiên nhẫn là vô cùng quan trọng trong việc chuẩn bị cho con kế hoạch của cha. Hãy tin tưởng vào thời gian của cha, vì trong đó chứa đựng ý muốn và một kế hoạch vĩ đại mà con chưa hiểu. Hãy ngước lên trời và giữ hy vọng sống mãi trong trái tim con. Hy vọng này là một liều thuốc chữa lành từ thiên đàng đến trái đất. Đừng lung lay ngay cả trong những thử thách khó khăn, vì chúng đều đến từ lệnh của cha và con được yêu thương vô cùng. Nếu con tìm kiếm một nơi an yên và sự phục hồi, con sẽ tìm thấy nó trong cha. Hãy tiến bước, con yêu dấu của cha. Những gì con chịu đựng bây giờ chỉ là một thoáng nhìn của những điều vĩ đại sắp đến. Đừng sợ hãi hay bị lừa dối, vì tất cả thời gian đều đứng về phía cha. Hãy tin rằng cha biết tất cả, vì tin tưởng là niềm tin và niềm tin là ở cha. Cha là cổng, là ánh sáng, là bình minh. Với mỗi bước con đi, cha sẽ ở đó để hướng dẫn và hỗ trợ con. Tin tưởng vào cha và con sẽ khám phá sức mạnh của chính mình để vượt qua mọi vấn đề. Khi nỗi buồn tràn ngập trái tim con, hãy ngước nhìn lên bầu trời. Đừng xấu hổ khi khóc trước cha, vì cha biết rõ nỗi đau mà con chịu đựng. Con là con của cha, được mang trong vòng tay cha. Đừng lo lắng, vì cha ở đây để nâng đỡ con, thanh tẩy con khỏi tội lỗi và biến đổi cuộc sống của con mãi mãi. Cha ở đây để mang lại sự an ủi mà con đang rất cần. Hãy để nước mắt con tuôn trào và cảm nhận sự chạm của cha bên trong con. Hãy biết tình yêu của cha dành cho con. Cha muốn xóa bỏ mọi vấn đề của con mãi mãi. Cha biết tất cả những khó khăn mà con đã đối mặt, con không bị bỏ qua. Cha nghe thấy lời của con và những tiếng khóc thầm mà con kìm nén. Cha cảm nhận được những giọt nước mắt đắng cay của con. Cha biết tâm trạng và gánh nặng của con. Giữa sự chán nản, con sẽ nghe thấy giọng cha khi cha nói rằng cha đã yêu con sâu sắc như thế nào. Con là vô giá vì cha đã hy sinh cho con. Qua cha, con được thanh tẩy khỏi những sai lầm của mình, vì cha đã mang lấy tội lỗi của con và chuộc lại cho con khỏi sự hối tiếc để nỗi đau của con có thể tiêu tan. Những ai khinh bỉ con là sai lầm và con cũng phải tha thứ cho họ, trao cho cha cơn giận, nỗi buồn và sự tức giận của con. Mọi gánh nặng và lo lắng đè nặng lên trái tim con, hãy trao cho cha. Hãy tha thứ cho chính mình, con yêu dấu của cha, vì cha đã tha thứ cho con. Hãy để trái tim con tràn đầy sự bình yên. Những lỗi lầm của con cha đã xóa bỏ, đừng mang chúng nữa. Cha yêu con sâu đậm và mong muốn con bước đi trong sự chiến thắng suốt những ngày của cuộc đời con. Hãy lắng nghe những lời dịu dàng từ trái tim cha, mỗi sáng thức dậy với tinh thần mới mẻ. Cha đang ban cho con đôi mắt để thấy con được ban phước thế nào. Con càng cảm nhận được những phước lành của mình, con sẽ càng trở nên biết ơn. Lời ca ngợi của con là một bản giao hưởng trên thiên đàng. Lời ca ngợi của con mở ra con đường cho sự trọn vẹn và thịnh vượng, cho sức khỏe và mọi điều tốt lành thật sự. Hãy đặt tay con vào tay cha. Con là bảo vật của cha. Không gì trên thế gian này có thể cản trở phước lành của cha dành cho con. Cha bao bọc con trong sự hiện diện của cha,
quấn con trong chiếc áo choàng thánh của cha, đặt chiếc khiên của cha vào tay con. Những thiên thần chiến binh của cha đứng gác sau con, nâng kiếm lên thay mặt con. Tương lai của con nằm trong tay cha. Con có thể tin tưởng vào sức mạnh của ân sủng toàn năng và hoàng gia của cha. Cha yêu con từ tận đáy lòng cho đến vĩnh cửu. Tình yêu của cha kiên nhẫn và dịu dàng, nhưng cha sẽ hoàn thành mục đích của mình trong cuộc sống của con. Hãy hứa với cha rằng con sẽ tin tưởng vào cha và tình yêu của cha để con có thể tự do khỏi nỗi đau của lời đàm tiếu và những lời cay đắng. Gió sẽ cuốn đi những điều này và ngày mai con sẽ bay cao như chim ưng, thoát khỏi sự xúc phạm và nỗi đau mà con đã mang theo. Sự chán nản sẽ tan biến khi con mở lòng đón nhận tình yêu của cha và khép lại những giọng nói của những kẻ vội vã chiếm lấy số phận của con. Hãy can đảm và tràn đầy tự tin vì con biết cha yêu con sâu đậm như thế nào. Đừng để cảm xúc của con bị lay chuyển bởi ý kiến của người khác. Trước khi bước ra, hãy nhớ rằng cha biết con một cách tường tận. Cha có thể đọc được tâm hồn con. Cha đã chọn con đường cho con và không gì có thể thay đổi điều đó. Người khác có thể cố gắng định nghĩa con hay điều khiển hành động của con. Họ có thể tuyên bố muốn con cảm thấy được yêu thương và trân trọng, nhưng hãy tìm kiếm cha, phục vụ cha và tận hưởng những người thân yêu của con. Đừng lãng phí thời gian quý báu với những người không trân trọng gia đình con. Họ có thể nghĩ rằng con đứng trước họ một cách dễ bị tổn thương, nhưng con không phải như vậy. Họ không thể làm hại con. Hãy quay lưng lại với những lời đàm tiếu và dối trá. Cha sẽ giải phóng con để tập trung vào lời của cha, tìm kiếm sự khôn ngoan của cha và hướng năng lượng của con về những người con yêu thương. Cha sẽ gửi con như một phước lành đến với cộng đồng của con, hiện thân của công lý và sự thật. Con sẽ tuyên bố những con đường của cha để người khác có thể bước đi theo chúng. Cha đang nâng đỡ con, trao cho con những lời khích lệ và năng lượng để con có thể ban phước cho người khác. Cha sẽ làm phép lạ qua hành động của con, nhưng hãy hứa với cha điều này, đừng sợ hãi bất kỳ hoàn cảnh hay con người nào. Khi con bắt đầu tuần mới này, hãy nắm lấy tay cha và cảm nhận trái tim cha, cảm nhận hy vọng cho những ngày phía trước. Đừng để lòng mình có chỗ cho sự than khóc hay sợ hãi. Hãy để lời cha làm thước đo cho con, thánh linh của cha làm hướng dẫn của con, và sự hiện diện của cha là bạn đồng hành của con. Các thiên thần vây quanh con, các đội quân thiên đàng đứng canh gác như đội quân của con để bảo vệ con. Con đang sống trong một ngày mới được tạo ra, một con người thay đổi. Đừng để những bóng ma của tội lỗi quá khứ ám ảnh con. Con đã ăn năn đủ rồi vì cha tràn đầy lòng thương xót vô hạn và đã phục sinh con trong vinh quang vang dội. Hãy đặt niềm tin hoàn toàn vào cha vì không có lời nguyền rủa hay hình phạt nào có thể ràng buộc con. Điều duy nhất có thể cản trở con là sự nghi ngờ của chính con và cha biết rằng điều đó không tồn tại trong con. Tin tưởng vào lời cha là chìa khóa. Hãy vui mừng trong chúng, nuôi dưỡng tâm hồn con bằng chúng, lấp đầy tâm trí con bằng các thánh vịnh và bài ca thiêng liêng. Mỗi ngày của tuần này là một 70 phần, tựa như một bài thử thách và những khả năng tuyệt vời đang chờ đợi để trở thành hiện thực. Đừng sợ hãi, đừng để lòng con tràn ngập sự khiếp sợ. Con có thể chinh phục mọi điều ác qua cha vì trong cha con có thể làm mọi điều. Khi con cảm thấy tinh thần mình suy yếu và sức mạnh của mình mờ nhạt trong tuần này, hãy nhớ con thuộc về ai. Hãy biết cha là người chăn chiên và bạn của con, người bảo vệ và vua của con, Chúa và người biện hộ của con, người bảo vệ và chiến binh của con, sự sống và sự thật của con. Hãy nhớ cha là tất cả những gì con cần để chiến đấu, để phát triển, để thức dậy mỗi ngày với đức tin và niềm vui, để mơ như chỉ có con mới có thể mơ. Con yêu dấu của cha, con được yêu quý vô cùng. Cha yêu con chân thành mãi mãi. Hãy quay lưng với những kẻ phản bội cho đến khi cha, người yêu quý con, chiếm lấy trái tim con.
Đừng để lòng mình có chỗ cho những người đã hạ bệ con, họ không xứng đáng. Đây là chỗ của cha, hãy trao cho cha trái tim con, thờ phượng cha như cha xứng đáng được thờ phượng. Hãy chiếu sáng trong cuộc sống của con, đừng để ai khác xen giữa cha và con, đừng để ai khác là Chúa, là vua của con. Đây là sự thật và sự thật là thế này, có một khoảng trống trong trái tim con sẽ tiếp tục lớn lên và chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách chấp nhận tình yêu của cha. Đó là lý do tại sao con cảm thấy buồn, tại sao con khóc trong giường vào ban đêm. Con tìm kiếm tình yêu nhưng không tìm đúng hướng. Không ai có thể yêu con nhiều như cha. Hãy đến với cha, nơi bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi đang chờ đợi con. Hãy bước đi trong sự tự tin về tình yêu của cha vì cha sẽ ở bên con. Cha là người bảo vệ bước chân của con và cha sẽ đảm bảo rằng con đường của con đầy ánh sáng. Đừng dựa vào sự hiểu biết của chính con, hãy tin tưởng vào cha. Với cha, con là hơn cả một người chinh phục, chiến thắng ngay cả trên sự tuyệt vọng. Hãy bước đi trong sự trọn vẹn của tình yêu cha, tràn ngập trong quyền năng của cha, tự tin rằng bước chân của con là chắc chắn vì cha, Chúa của con, đang giữ con trong lòng bàn tay của cha. Con yêu dấu của cha, đây là cha. Hãy nhận lấy tình yêu, sự bình yên và sự dịu dàng của cha. Hãy để cha quấn con trong một tấm áo choàng yên tĩnh, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim con bằng sự thanh bình và ngọt ngào, gọi con bằng sự dịu dàng và thì thầm những lời nhẹ nhàng. Con yêu dấu của cha, con biết rằng cha yêu con. Tình yêu của cha dành cho con không thể đo lường. Tâm trí cha không thể hiểu được độ sâu của nó, miệng cha không thể diễn tả hết được sự lớn lao của nó. Nhưng con có thể cảm nhận nó hơn một cảm giác mơ hồ. Hãy mở lòng và để tình yêu của cha tràn ngập trong con. Con có mọi lý do để cảm thấy vui vẻ. Thời gian của sự than khóc đã qua. Những vết sẹo của những tổn thương cũ đang mờ đi trong ánh sáng của sự chữa lành. Hãy nhìn về phía trước, đến ngày mới này và thoáng thấy chân trời vì trong những ngày này và tương lai, con sẽ sống không bị ràng buộc và được ban phước. Không phải ngẫu nhiên mà con đang ở đây đọc những lời này. Câu trả lời mà con cần ở đây bây giờ, vì vậy nó là của con. Hãy nắm lấy và giữ chặt trong lòng. Cảm nhận sự chạm vào của cha trên con và biết rằng cha an ủi con trong nỗi đau của con. Đừng lạc vào những gì có thể đã xảy ra hoặc khao khát những miền đất xa xôi. Đừng nghi ngờ rằng những khát vọng của con là có thể. Con có thể chưa đạt được mọi thứ mà con muốn, nhưng con có thể khi cha hướng dẫn con. Nếu con tin rằng con đang được dẫn dắt, hãy lắng nghe cha, theo sự hướng dẫn của cha và không để ý đến những lời tiêu cực của người khác hoặc những kẻ ganh tị với con. Một số người có thể đã phán xét con là kẻ sa ngã, nhưng điều gì ngã xuống cũng có thể trỗi dậy. Con chưa thất bại, con đã vấp ngã và dao động, thậm chí cảm thấy mờ nhạt, nhưng cha đã nâng đỡ con và củng cố con. Cha sẽ không bao giờ để ai khinh bỉ con vì cha đứng canh gác những người mà cha yêu thương. Con được yêu sâu đậm bởi cha, đó là lý do tại sao cha gọi con ngay bây giờ để tuyên bố niềm vui và phước lành đang chờ đợi con. Hãy nhận thức rằng có những kẻ sẽ cố gắng đánh cắp phước lành của con. Hãy tìm kiếm cha bằng cả trái tim để cha có thể chia sẻ với con khả năng nhìn thấy những nguy hiểm ẩn giấu, phát hiện những kẻ đồng minh giả dối và nhận ra những cơ hội mà cha đã cung cấp và những hoa trái thuộc về con vì phước lành của cha. Sự chạm vào của cha trên con và gia đình con là ấm áp, mọi công việc của con mang dấu ấn của ân sủng của cha. Cha đang trao cho con sức mạnh để tổ chức những giấc mơ chạy qua tâm trí con. Trong khi con đường của con đã đầy khó khăn và cơ hội đã mất, tất cả những gì cha đã chuẩn bị cho con là con của cha, mang lại cho con sự giàu có và phước lành từ tình yêu và quyền năng vô hạn của cha. Đừng sợ hãi, có thời gian cho mọi thứ và cha đã đặt nó vào chuyển động để hoàn thành mục đích của cha, để ban phước cho con, để mở tay con, để làm mềm lòng con,
để gieo vào con sự khôn ngoan, đức tin, khiêm tốn và kiên nhẫn. Những phẩm chất này sẽ là di sản phong phú của con mãi mãi, trang bị cho con công việc tốt mà cha đã giao cho con, vì con là người được chọn của cha. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trên con đường của con đã vấp ngã, nếu con đã ngã, nếu con bị tổn thương bởi thất bại, nếu con biết nỗi đau của sự thất bại, nếu con đã mất đi những điều quý giá, hãy nghe cha ngay bây giờ, tuyên bố những lời này và cha sẽ nghe chúng từ môi con, quá khứ của con đã qua. Hãy trao cho con một cuộc sống mới, một giấc mơ mới để phát triển tương lai của con. Hãy tuyên bố điều đó. Cha hứa với con sự sống vĩnh cửu, những điều kỳ diệu và câu trả lời. Hãy tiếp cận lời của cha với sự háo hức mới mỗi ngày, với một trái tim để học hỏi thêm nhiều điều nữa. Khi con mở các trang của nó, cha sẽ tiết lộ bản thân và dẫn dắt con đi xa hơn, từng lời một, dạy con biết cha là ai và xây dựng niềm tin của con để tin tưởng. Tình yêu của cha dành cho con là không thể lay chuyển, không hề phạt, nhưng để thiết lập nơi cư trú của cha trong lòng con. Từ cái ôm của cha sẽ đến những phước lành, quà tặng, sự tha thứ, sự cứu chuộc, quyền năng thiêng liêng, một nền tảng chắc chắn cho con và gia đình con. Không còn sợ hãi nữa, sự hiện diện của cha đã xua tan mọi bóng tối và kinh hoàng. Hãy buông bỏ một cách an toàn, không còn sự nghi ngờ hay do dự. Tất cả những gì con có thể yêu cầu đều đang chờ đợi ở đây, đã là của con, được định sẵn từ lâu trước khi con đường của con được định hình. Cha yêu con vô điều kiện, không điều ác nào sẽ đụng đến con. Cha ở đây để giải thoát con khỏi những đau khổ và để trao cho con những câu trả lời mà con tìm kiếm. Con sẽ thấy một dấu hiệu hôm nay về tình yêu của cha dành cho con. Cha biết con của cha, và cha biết tất cả những gì con cảm nhận. Trái tim con được biết đến với cha như không ai khác, và bất cứ điều gì xảy ra với con, cha cũng trải qua. Hãy đến với cha và chia sẻ những lo lắng của con bất cứ lúc nào và cha sẽ lắng nghe. Sự hiểu biết mà con tìm kiếm đang ở đây cho con bây giờ. Tình yêu của cha ở đây cho con bây giờ. Sự bình yên của trái tim cha ở đây cho con, được ban cho miễn phí. Niềm vui mà tình yêu chân thật luôn mang lại đang ở đây cho con mà không tốn kém gì. Ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất khi con quay lưng lại với cha, cha vẫn yêu con. Con chưa bao giờ ngừng làm cha ngạc nhiên, vì con là tạo vật quý giá của cha, được gửi đến cha như một bằng chứng về tình yêu bền bỉ của cha. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng, và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.